Dù nắng hay mưa, chiều ngày nào các cụ bà tuổi đời ít nhất đã ngoài 70, có cụ đã 83 tuổi, ở làng Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, cũng tổ chức thi đấu với nhau bằng một môn thể thao độc đáo có tên đánh bóng cửa. Có thể với nhiều người, môn thể thao này còn quá xa lạ, nhưng với các cụ bà ở làng Xuân Bách thì đã quá quen thuộc hơn chục năm nay. Môn thể thao nửa giống gôn, nửa giống môn bia này khiến các cụ bà mê tít đến mức ngày nào cũng phải rủ nhau chơi bằng được. Buổi chiều nào mà không đi thì bạo bực lắm, đi ra đánh được vài môn được nghỉ lại chuyển cho người khác thì nó cứ thoải mái này, được chơi này, đối về tắm rửa các con này học chơi. Không đi chơi được thì cứ nhớ, ơi là nhớ. Mấy hôm nào có cái vồ thế này, cái vồ nó là bạn là tình cũng như dân quân du kích trước là cái khẩu súng của mình đấy. Sân bóng của các cụ bà được chia thành 3 cửa gôn nhỏ. Mỗi hiệp đấu của các cụ thường kéo dài 30 phút. Đội chiến thắng phải đưa được những quả bóng nhựa qua ô gôn nhỏ xíu, sau đó phải đánh trúng cột cờ ở giữa sân. Trận đấu thường gồm 2 đội, mỗi đội 5 người, mỗi người sở hữu một quả bóng được đánh số chẵn và lẻ, phân biệt với nhau bằng hai màu trắng đỏ. Ở độ tuổi thấp nhất cũng ngoài 70, ít ai có thể ngờ các cụ bà này có thể sử dụng thuần thục những chiếc vồ bằng gỗ khá nặng và đánh bóng chính xác đến như vậy. Thậm chí nhiều cụ bà từng nhiều năm chơi bóng cửa còn nghĩ ra nhiều chiến thuật độc đáo riêng để chiến thắng đối phương. Bóng cửa này nó khỏe người. Sớm sớm chiều chiều luyện tập bóng cửa là liều trước tiên, không mất công mất việc mà không phải ngồi giận dở, ra đây nó có cái vui, ra thoải mái, thỏa chí cụ già. Theo các cụ bà ở làng Xuân Bách lý giải, sở dĩ họ mê tít môn đánh bóng cửa này vì môn thể thao này không đòi hỏi nhiều sức lực, dụng cụ cách thức để chơi cũng hết sức đơn giản. Chơi thì coi là đánh từ cửa 1 lên cửa 2 là được 2 điểm, lên cửa 3 được 3 điểm, vào cái cờ kia là được 5 điểm. Bên nào mà đánh hết giờ, bên nào đánh thắng nhiều điểm thì bên ấy được. Đi lại nó khỏe người thêm. Đây, trước là tôi trọng tài, nhưng giờ tôi có tuổi, tôi cao tuổi, không làm nữa. Hôm nay tôi 83, 84 tuổi, tôi không làm nữa. Đánh bóng cửa có thể là môn thể thao kỳ lạ với nhiều người dân thành thị, nhưng với những cụ bà ở làng Xuân Bách lại là một trò chơi vận động cực kỳ hữu ích và là một món ăn không thể thiếu hàng ngày. Ôi giời, hay đặc biệt.